Chào các bạn nhé. Đây, rất dễ luôn các bạn ơi. Đầu tiên chúng ta cắm cục sạc vào ổ cắm đây. Rồi các bạn cầm dây sạc này, vắt lên trên cục sạc. Bây giờ chúng ta đặt điện thoại vào là xong thôi. Đó, các bạn thấy dễ không? Rồi clip này mình chia sẻ chỉ vậy thôi.